shopduongphucchien.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shopduongphucchien.com ủng hộ mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì là hôm nay mình vừa mới ở trên Ba Vì thì nghe đấy anh Chiến gọi điện thảo về bị ngất xỉu ấy, xong rồi phải đưa đi viện rồi. Thì là lúc đấy thì mình mới từ Ba Vì về thì chạy qua nhà đã. Chạy nhà lấy đồ cho anh Chiến này, anh Chiến đi đấy. Vội vàng không có cầm ví với cầm áo nữa. Thì bây giờ mình đã hai anh em mình đi xuống đây là bệnh viện đa khoa của thành phố Hòa Bình anh em nhá. Bệnh viện tỉnh Hòa Bình à. Đấy thì là bây giờ không biết là Chiến với Thảo tình hình như nào, mới cả không biết là ăn uống gì chưa, thì mình đã mua ở đây chỉ có bánh mì thôi anh em ạ. Còn bún biếc thì các thứ không có. Không có ấy. Thế mình mua bánh mì với cả sữa để cho anh Chiến ăn. Không biết là anh ăn uống gì chưa. Mà chả biết đâu rồi. Giờ anh gọi cho. Bệnh viện đẹp phết. Alo chị à? Đang ở ngoài cổng cửa này. Vào trong đi, ra đón nhá. Ra đón ngoài này nhá. Lên đi. Ok. Ra trạm y tế xã thì khám, người ta bảo Thảo không sao, mà tự nhiên hôm nay thấy bị ngất xỉu, không biết là nó bị sao. Chứ đâu là đây, đây chờ. Kìa. Thế Thảo thế nào rồi? Xíu lắm. Người ta không cho vào. Ví không? Có đây, ví đây. Ăn gì chưa? Hả? Ăn gì chưa? Ăn gì đâu, chiều ăn gì đâu. Đói. Ăn gì? Bác sĩ của nó nào rồi? Hả? Bác sĩ của nó nào? Đã được vào trong đâu, từ lúc đã được vào trong đâu. Không còn thăm à? Tao ngồi ngoài đợi. Không cho vào. Nhưng tự nhiên ở nhà nó bị sao đấy? Đang đi lên góc ngồi ngã luôn. Có thể làm gì đâu. Ra ngoài ngồi cho thoáng. Quá đang ví lên, từ nó nhiều. Đi vội vàng không có cầm cái gì đi. Trên này à? Tiền nó không mang. Bây giờ người ta có cho. Có cho vào xem không? Cho vào đâu? Không cho vào xem. Sắp được, sắp được rồi. Lo ấy rồi. Cái gì này? Bánh bố mẹ nó có đi cùng không? Bánh... Số tay. Kinh đế. Kinh đế, hơi ngon. Đói không? Đói à? Bên đây tôi đây, đói. Đói lắm rồi. Vừa lo lại còn vừa sợ. Lâu nhỉ? 2 tiếng rồi nhỉ? Không, mới 30 phút thôi mà. Mới xuống này được 30 phút hả? Mới là lên lâu rồi nhưng mà không phải vào trong cái phòng đấy từ lúc vào phòng đấy là không được. Không được vào ấy nữa đây. 30 phút rồi. Bố mẹ nó biết chưa? Mẹ trên rồi. Mẹ đấy xuống rồi. Anh ấy. Sữa là cái mua đây đưa cho. Đói sánh ở mặt đây. Tự nhiên mẹ đang ngồi chứ, nó đang ngồi với người tính thì nó dậy lấy nước hay sao nhở? Có nhở? Lấy nước uống thuốc. Không tự nhiên đổ người luôn, chả hiểu tại sao. Không ngất luôn à? Ngất luôn, người lạnh buốt, xong rồi gọi ô tô lên phát lên luôn. À tí về nhà xem lại được cái đoạn camera xem nó như. À. Có camera không sợ, tí nữa tự ấy lại xem cho bác xem.
mà mày đi ba vì được rồi này. Ừ, đi về qua nhà lấy đồ, lấy ví với cả quần áo cho anh ấy. À, xuống đây luôn. Đói hay mà. Đi qua 2 giờ đêm không ngủ được. Không biết giờ tình hình thế nào. Đau lắm đấy. Sợ nó bị làm sao, bị tim hay gì. Ăn chưa? Không em ăn rồi. Vừa đi ngang đường ăn rồi. Mệt rất dịu rồi. Mấy đêm nay nó có được về nhà không? Ở đây điều trị. Bây giờ về điên à? Thế là ở đây luôn. Biết đâu. Máy lên nữa. Mới làm bác sĩ làm gì một lúc không mà tỉnh. Không có chi bảo gì. Vừa nãy bác bằng 30 phút rồi bác sĩ bao nhiêu? Có thằng còn béo gì? Nó có nói chuyện được gì không? Nó mở mắt ra nó vẫn nhận ra mình không nói. Nó trên cái tòa nhà này hả? Ở đâu vậy? Ở đâu? Đi, thay vào xem đi. Nó nhìn, nhìn có cửa kính người ta cho không? Nhìn xem chắc là phải được rồi. Cứ lên xem thế nào. Không ngồi đây sốt ruột không? Chứ anh vứt ra, vứt ra. Ông thở gì ấy. Nó chụp cái gì lên mặt nó ấy. Nó quay trong viện. Quay thử các bạn xem. Sợ người ta chửi không? Quay quay không? Nó chụp cái gì lên mặt này các bạn. Thế. Thảo ơi. Nó chụp cái gì lên mặt này. Người ta chụp cái gì lên mặt nó ấy. Thở oxy. Thở oxy á? Thở oxy. Ra hồi sức. Nó không tự thở được, tự thở oxy. Anh ạ. Mình muốn quay Thảo nằm ở trong giường kia nhưng mà mình sợ bác sĩ nó mắng. Mình không dám đứng ngoài cửa xem, chỉ dám đứng ngó thôi. Bây giờ nó đang chụp cái kiểu thở oxy ấy, chụp cái nhìn cái mũi nó này để thở oxy sao ấy. Nói chung là chán lắm anh ạ. Đang dương dương nhành tự nhiên lại bị bệnh thế mà chưa biết bệnh gì luôn. Bác sĩ chưa chẩn đoán được bệnh gì. Tự nhiên nó bị ngất thế. Chào tất cả các bạn nha, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái ứng dụng có tên là Link Bắc Trời nha. Ứng dụng này chị sẽ để phần chị sẽ để link tải phần dưới ở mô tả của comment nhé. Mọi người vào xem vào đây và tải nhé, mọi người nhé. Thì trên iPhone thì tầm 1 tháng nữa thì có mới tải trên iPhone đi mọi người. Còn đang dùng Samsung các thứ thì vào mình xem vào đây tải nhé. Có tên là Link Bắc Trời nha anh em. Chị đã tải đến sáng rồi, để chị vào mọi người xem nhé. Đây ứng dụng này, đây là bản tin anh em ạ. Đấy, còn đây là phần bản tin, đâu phần trang chủ ở đây. Đấy, trang của chị chưa chắc với ai cả. Đây là chuyện này là phần cá nhân của mình. Đấy, còn mình sẽ lướt bản tin rất là nhiều ai xin luôn. Đấy, cái ai xin này đấy. Nói chung là cái bạn làm quen luôn nào, cũng tin luôn. Có chuyện luôn, đấy. Hello, chẳng hạn. Đấy, ok, mình giới thiệu cho các bạn nhé. Thì chuyện này rất là hay luôn. Mọi người cùng nhau vào tải và về để tán nhau đi nhé. Rất là nhiều ai xin và trai đẹp cho mọi người nhé. Và chúng mình yêu nhanh tay vào tải nhé. Mình sẽ để phần link cho tải của mình mô tả mọi người nhé. Ok.